Số 1483, Kinh Mục Liên, Vấn Giới Luật Trung Ngũ Bách Khinh Trọng Sự. Hán dịch mất tên người dịch xếp vào dịch phẩm Đề Đông Tấn. Phẩm 1, Năm Thiên Sự. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở tại khu vực đường Trúc Ca Lan Đà thuộc thành Vương Xá. Lúc ấy Tôn giả một kiền liên từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con có điều muốn thưa hỏi, cuối xin Ngài giảng nói cho con. Đức Phật dạy: Lành thay, những điều ông thưa hỏi có thể làm lợi cho vô lượng chúng sanh, hãy thưa hỏi tùy ý. Tôn giả Mục Liên bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo ở đời mạt pháp khinh chê lời dạy của Đức Phật thì phạm giới chúng học, sử dụng lẫn lộn vật của Tam Bảo sẽ bị đọa vào chỗ nào? Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên: Hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, Như Lai sẽ giảng nói cho ông. Nếu tỳ kheo không biết hổ thẹn khinh chê lời Như Lai dạy và phạm giới chúng học, bị đọa vào địa ngục bằng 500 năm ở cõi trời Tứ Thiên Vương, tương đương 900.000 năm ở nhân gian. Phạm Ba La Đề Đề Xá Ni thì bị đọa địa ngục bằng 1.000 năm ở cõi trời 33, tương đương 360.000 năm ở nhân gian. Phạm Ba Dật Đề thì bị đọa vào địa ngục bằng 2.000 năm ở cõi trời Dạ Ma, tương đương 20.000 năm ở nhân gian. Phạm Thâu Lăng Giá thì bị đọa vào địa ngục bằng 4.000 năm ở cõi trời Đông Xuất, tương đương 56.000 năm ở nhân gian. Phạm Tăng Già Bà Thi Sa thì bị đọa vào địa ngục bằng 8.000 năm ở cõi trời Bất Kiêu Lạc, tương đương 230.040.000 năm ở nhân gian. Phạm Ba La Di thì bị đọa vào địa ngục bằng 16.000 năm ở cõi trời Ta Hóa Tự Tại, tương đương 921.060.000 năm ở nhân gian. Phẩm 2, tự hỏi về Phật. Hỏi: Vật của Phật đều ở chỗ này, tỳ kheo lấy làm Phật sự chỗ khác phạm tội gì? Phạm Ba Dật Đề: Tất cả vật của Phật không được dời đổi. Nếu có nạn, chúng tăng đi hết thì phải bạch chúng. Nếu chúng chấp nhận thì được lấy đến chỗ khác không có tội. Vật của Phật được mua để cúng dường không? Được. Vật của Phật dùng cất nhà có thể cho thuê không? Tất cả vật của Phật chỉ được mua, không được cho vay. Tỳ kheo làm Phật sự được sai người giúp việc trong chùa đi mượn bò lừa ngựa không? Nếu biết vốn là vật của Phật thì không được, nếu không biết thì được, vì phi pháp nên được. Đất của tăng mà xây tháp, đem vật của Phật xây cất bày vẽ bên trong có thể ở không? Nếu biết mà vào ở thì phạm tội đọa, không biết thì không phạm. Nếu biết mà ở, can gián hơn 3 lần, phạm tội quyết đoán. Can gián hơn 4 lần thì phạm tội nặng. Trước đây chùa chiền bị hư hoại, người chủ xuất tiền của xây cất lại chùa. Nếu dùng tiền đó cúng cho tăng, tăng được nhận không? Không được. Đất của tăng, vật của Phật mà lấy xây cất, ở đất ấy trước đây có giếng, có hoa quả, rau trái có thể ăn không? Không được ăn. Nếu Phật của đàn Việt làm Phật sự, trước đây họ dùng hoa quả, rau trái cúng cho tăng thì được ăn, hoặc không cúng thì không được ăn. Nếu mua hơn 5 tiền, nếu biết lại không mua mà ăn, tính theo số tiền nhiều hay ít đều phạm tội. Quét trên tháp Phật có được bỏ đất và có tội không? Được bỏ đất, không được dùng vào việc khác. Mắc nợ vật của Phật thì trả thế nào? Mắc phải trả bằng giá trị vật cũ. Vì vật của Phật không được xuất ra nhập vào nên cũng không trả thêm, tuy vậy vẫn bị đọa địa ngục. Thuở xưa, sau khi nhập Phật nhập Niết Bàn, có một tỳ kheo thông minh tinh tấn. Một Bà La Môn thấy vị tỳ kheo thông minh tinh tấn nên đem con gái đến chỗ vị tỳ kheo xin được làm tỳ kheo ni. Vị tỳ kheo ấy liền thâu nhận, cô gái kia rất đoan chánh. Về sau, vị tỳ kheo liền khỏi tâm ái nhiễm, cùng sống chung với cô ta, sử dụng vật của Phật, pháp và tăng
mỗi ngày đều dùng từ 1 đến 10 vàng tiền để mua thức ăn y phục. Vị tỳ kheo ấy rất thông minh, có khả năng thuyết pháp làm cho người khác trên đất bốn đạo quả, nên vị ấy suy nghĩ tội này rất nặng, liền muốn đền trả số tiền và vật dụng ấy. Tỳ kheo liền đến trước Sa Khư để khất thực được rất nhiều tiền và muốn trở lại để đền trả. Đến giữa đường có ngọn núi rắn độc ở, chỉ cần bước đến 7 bước là bị rắn độc cắn. Tỳ kheo biết nên đi thêm 7 bước sẽ chết, nên mới đi được 6 bước liền quay lại chỗ đệ tử phân chia vật đền trả, rồi sai đệ tử trở về nước và dặn: ngươi đem vật này về trả lại, xong việc thì quay lại, ta sẽ đợi ngươi ở đây. Người đệ tử đem vật trả xong rồi lại báo tin, vị tỳ kheo nghe xong đứng dậy đi 7 bước liền bị chết, lập tức bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Ban đầu vào địa ngục nóng bức, chưa hết lại đến khổ thiêu đốt, đó là địa ngục nóng. Vị ấy liền tụng kinh lớn tiếng để chú nguyện cho các loài quỷ và tội nhân trong ngục. Nghe kinh kệ xong, vô số ngàn người được thoát khỏi ngục. Ngục tốt rất sân hận, liền cầm chỉ ba đánh vị ấy. Tỳ kheo liền qua đời, được sanh lên cõi trời 33. Do việc này nên biết, mắc nợ vật của Phật Pháp Tăng thì không thể không trả. Tuy vẫn chịu tội, nhưng có lúc cũng được thoát khỏi. Vật của Phật lấy cho người khác, lấy cho con và tự sử dụng thì phạm tội không? Người cho vật của Phật thì cùng một thể với phạm tội nặng, dù đem con dâng cho Phật còn không có phước, vì đã hủy hoại pháp thân nên còn bị hình phạt. Vật của Phật, người chủ tính toán đem chia cho người giúp việc trong chùa và trẻ con, tỳ kheo được sử dụng không? Không được sử dụng, vì đó là vật của Phật. Tỳ kheo làm việc cho Phật, được thức ăn của Phật thì được ăn không? Không được ăn, vì tỳ kheo không lẽ làm người khác. Huống nữa là nhận sử dụng vật của Phật như y phục, thực phẩm sao? Bạch y làm việc cho Phật, được vật của Phật, họ dùng vật này làm thức ăn thỉnh tăng. Vậy tăng được ăn không? Không được ăn. Làm việc Phật, việc Pháp được phép cầm giữ vàng bạc và tiền không? Không được, nếu cầm giữ thì phạm sẽ đọa. Hỏi, người cúng cho Phật bò, lừa ngựa, nô tỳ để làm việc Phật, việc Pháp có thể nhận không? Đáp, được nhận để sử dụng, nhưng không được buôn bán cung tên giao rồi bên lính vũ khí, một chút cũng không được thọ nhận. Hỏi, người cúng đèn nhà ở cho Phật chưa sử dụng có thể ở tạm không? Đáp, không được, vì đó là vật của Phật. Hỏi, thắp đèn cho Phật ban ngày có thể tắt không? Đáp, không được, nếu tắt phạm tội đọa. Tuy Phật không có sáng tối nhưng được phước cho người cúng nên tắt thì phạm tội. Hỏi, chẳng phải chùa mà thờ tượng Phật bên trong có thể để phía trước chỗ ăn, chỗ nằm nghỉ không? Đáp, được. Nếu Phật ở đời cũng ở phía trước chỗ ăn, chỗ nằm nghỉ, huống chi tượng Phật mà không được. Nhưng phải nằm lấy bức ngăn lại, nếu có đèn sáng không được dùng trong chỗ ở. Nếu mình có đèn thì được. Hỏi, nhìn ngắm Phật trên tranh, Phật trên tháp, Phật trên tường, phạm tội gì? Đáp, không biết nên không phạm. Nếu việc gấp khó khăn thì cũng không phạm. Biết mà khinh thường thì phạm tội đọa. Càng dán hơn 3 lần thì phạm tội quyết đoán. Càng dán hơn 4 lần thì phạm tội khí. Hỏi, đã có Phật để làm kinh Phật, bèn nhận được vật của người khác nên không dùng vật trước, có được không? Đáp, không được, vì đã chấp nhận như vậy rồi. Hỏi, khen chê hình tướng tượng Phật phạm tội gì? Đáp, tất cả tượng Phật không hỏi xấu đẹp không được khen chê. Tội ấy rất nặng, nhất định không nên làm. Hỏi, được phép mua hình tượng Phật trên tấm vải may áo không? Đáp, không được.
Hỡi người tạc tượng Phật nhưng không làm đổ bối, về sau người khác làm lại được không? Đáp: không được. Hỡi được phép cầm vật để dựa vào vách tường nơi thờ Phật không? Đáp: không được. Nếu làm thì phạm tội đọa. Xưa có một tỳ kheo muốn vào chùa lễ Phật, có một bà la môn biết xem tướng. Thế vì tỳ kheo ấy có tướng thiên tử, nó nói với tỳ kheo: ta có một đứa con gái sẽ gả cho ông. Tỳ kheo nói: đợi sau khi lễ Phật về. Tỳ kheo liền dựng cái gậy thiết vào vách điện Phật rồi vào trong chùa lễ tháp Phật. Khi trở ra, bà la môn lại nói không gả con gái nữa. Tỳ kheo hỏi: ông đem con gái gả cho tôi không? Bà la môn nói: không gả. Tỳ kheo hỏi: vừa rồi nói gả, sao vì sao nay lại nói không? Bà la môn nói: vừa rồi thấy ông có tướng tôn quý nên tôi mới gả, nay không còn tướng ấy nên tôi không gả nữa. Vì sao? Vì ông đã diệt mất công đức, cho nên không được để vật dựa vào tháp Phật và tường vách thờ Phật, vì đã phạm giới lại mất hết vô lượng công đức. Hỏi: vật của Phật được làm tượng người, trời và súc sinh không? Đáp: nếu hầu bên Phật thì được làm. Hỏi: tỳ kheo độ người không hỏi rõ đầu đuôi mà độ người ấy, sau đó mới biết là người giúp việc trong chùa, nếu không đuổi đi phạm tội gì? Đáp: biết mà độ thì phạm tội nặng, nếu trước không biết hoặc biết liền đuổi đi, nếu không đuổi đi cũng phạm tội nặng. Hỏi: người ấy là người tu đạo lớn phải không? Đáp: không phải. Hỏi: có của cải riêng đưa cho tỳ kheo làm tượng Phật, người làm được lấy Phật không? Đáp: không được. Hỏi: lá phướng trước tượng Phật được lấy làm Phật sự không? Đáp: Phật sự thì được dùng, hoặc đàn việc không cho, không được. Hỏi: được đảnh lễ bảy Đức Phật quá khứ? Đáp: được, vì đồng là pháp thân. Hỏi: nếu người trước đây hứa với Phật làm ba hội, nhưng sau đó chỉ làm một hội, hoặc làm ba hành hương, hoặc làm ba bố thí, có được không? Đáp: không được, vì sai lời hứa nên phạm tội. Hỏi: tỳ kheo phạm tội quyết đoán có được ở trong đất Phật để sám hối không? Đáp: không được. Hỏi: ngôi chùa quá cũ kỹ lâu đời đều không còn tường vách ngăn che, không biết đất Phật gần hay xa, nếu người muốn làm là sao biết được bờ nào bằng phẳng? Đáp: không biết, mà có ý muốn làm bờ bằng phẳng vì không biết nên bị tổn hại chứ không có tội. Hỏi: vật của Phật lấy làm nhà cho mẹ con của quỷ mà làm tượng có tội không? Đáp: có tội, vì lấy vật của Phật cho người khác. Hỏi: tỳ kheo tự tay đốn chặt cây đào đất xây các chùa tháp Phật và làm hình tượng có phước không? Đáp: còn không tránh khỏi địa ngục, chịu tội khổ lớn huống là có phước vì đã phạm giới. Hỏi: trước tháp Phật được đảnh lễ tỳ kheo không? Đáp: không được, nếu đảnh lễ thì phạm tội đọa. Hỏi: tỳ kheo buôn bán tượng Phật có tội gì? Đáp: tội giống với tội buôn bán cha mẹ. Phẩm 3. Thưa hỏi về pháp. Hỏi: ngồi trên tòa cao thuyết pháp trước mọi người, mặc y phục thế tục có thể thuyết cho thuyết pháp không? Đáp: cả người nghe và người thuyết pháp đều phạm. Nhiều người để căn dán hơn 3 lần mà không sửa đổi thì phạm được kiết la, còn để 3 lần căn dán thì phạm quyết đoán. Nếu để căn dán hơn 3 lần thì phạm tội khí. Giả sử không nghe lời căn dán mà thuyết giảng đến lần thứ 3 thì tội càng tăng thêm. Hỏi: người thuyết đúng như pháp, còn người nghe pháp không đúng như pháp có được thuyết không? Đáp: giống như trên. Hỏi: chỗ tăng ngồi trước đây có thờ Phật, sau đó tăng có thể ngồi không? Đáp: chỗ ngồi của Phật thì không được, trước đây là chỗ tăng ngồi thì được phép. Hỏi: thỉnh người thuyết, trước đây che màn trên tòa cao là vật cúng dường Phật, được mời ngồi dưới thấp không? Đáp: không biết thì không phạm, biết thì không được ngồi.
Hỏi nếu người thỉnh tỳ kheo đến tụng kinh và thuyết pháp, họ đem vật đưa cúng dường có được nhận không? Đáp: có tâm mong cầu mà nhận thì phạm tội sẽ đọa, nếu không có tâm tham mà nhận thì không phạm, nếu không có y bát mà nhận thì không phạm. Hỏi: ngồi trên tòa cao thuyết pháp ở trong chúng tăng, được ngồi ghế dựa cầm phất trần không? Đáp: không bệnh mà ngồi ghế dựa cầm phất trần thì phạm tội đọa, nếu không phải quạt có đuôi thì đều được. Hỏi: cất kỹ kinh điển về giới luật có phạm không? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: thầy mặc y phục thế tục được đảnh lễ và thuyết pháp không? Đáp: được đảnh lễ, không bệnh thì không được thuyết pháp. Hỏi: cư sĩ đội mũ trên đầu có được thuyết pháp không? Đáp: trừ có bệnh phải đội mũ trên đầu, những trường hợp khác đều không được. Hỏi: trên kinh có bụi đất cỏ lá dơ bẩn được thổi xuống không? Đáp: không được. Hỏi: tỳ kheo chép kinh có được cầm vật khác không? Đáp: không được, nếu cầm thì phạm tội sẽ đọa. Hỏi: để thức ăn trên kinh mà ăn phạm tội gì? Đáp: nếu có tâm xem thường thì phạm tội quyết đoán, không có tâm coi thường thì phạm tội đọa. Hỏi: giới luật không sử dụng để rơi rớt được đốt không? Đáp: không được, không biết có tội mà đốt thì phạm tội đọa, nếu biết đốt có tội mà cố ý đốt thì phạm tội quyết đoán, giống như dùng phương tiện phá hoại tăng chúng cũng như đốt cháy cha mẹ. Phần 4 hỏi về pháp kết cương giới. Hỏi: pháp kết cương giới là gì? Đáp: pháp kết cương giới là hang núi trong xa, nếu ở trong thành ấp xóm làng thì không được kết cương giới quá xa, cũng không được kết cương giới ban đêm. Khi kết cương giới thì kheo cần phải đứng ở đầu bốn góc, không cho người bên ngoài vào. Nếu người bên ngoài vào thì kết cương giới không thành. Trước hết kết cương giới trường, tất cả con cháu trong chùa, cư sĩ, nô tỳ phải ra khỏi giới trường. Sau đó mới quy định bốn hướng. Khi kết cương giới phải trừ ra bốn chỗ: một là xóm làng, hai là bên ngoài xóm làng, ruộng đất của người đời thường làm việc, ba là chỗ thanh vắng, trong núi ao đầm, sợ lúc thuyết giới yết ma gặp nhiều nạn tăng không thể đến được. Sau ba chúng cầu xin kết tiểu giới riêng, nếu chúng chấp nhận chỗ đó chúng không đủ 5 người nên sai tăng đến kết cương giới riêng, đây gọi là chỗ an cư của vua Già Lam. Bốn là thọ giới trường. Trước hết đó, trước khi kết cương giới phải trừ đổi kết cương giới trường, trừ sau mới kết cương giới, hoặc là như vậy, hoặc kết đại giới trước sau đó kết cương giới làm chỗ thọ giới, như Ti Công nói: sợ không thể đắc giới lại cho không biết thì đồng với lúc chưa chế định, nhưng điều này có thể chấp nhận được. Có người nói nếu tỳ kheo bị bệnh không thể đến được trong chúng tăng, cầu xin kết giới riêng trong một phòng, tăng cũng nên chấp nhận. Trước hết giải đại giới cho kết cương giới riêng, kết cương giới riêng xong sau đó trở lại kết đại giới. Tất cả tỳ kheo ban đêm không được đem y, cũng không được vào nơi ấy. Trong một trú xứ có cương giới riêng, một tỳ kheo có thể đánh kiền chùy thiết giới, trước hết phải hướng đến tăng bốn phương để sám hối, sau đó cũng nói ba lần, tam ngữ là nói ba lần. Hỏi: kết cương giới được thông qua Đức Phật để kết không? Đáp: không được. Nếu cho thọ giới trong đây, nếu trước đây không biết pháp để thọ và đắc giới rồi, nếu chưa tăng biết mà cố ý làm sai thì có tội. Họ đi trên thuyền được kết cương giới không? Đáp: được, nếu có sai gì. Cư sĩ bảo họ lên bờ, sau đó kết cương giới.
Nếu không bảo họ đi ra, phải nên chia ra một chỗ, sau đó kết vương giới. Sau khi kết vương giới, ban đêm tỳ kheo không được cầm y, không được lội xuống nước. Hỏi đại tăng đi hết, chỉ còn sa di ở trong cương giới có được không? Đáp, dù chỉ một ưu bà tắc thanh tịnh thì cương giới cũng không bị mất, huống chi là còn sa di. Suốt một đêm cương giới không bị mất, nếu tăng đi hết không trở lại cũng không cần giải. Hỏi giặc đến trong cương giới giết tỳ kheo, cương giới ấy có bị mất không? Đáp, không bị mất. Hỏi 1, 2, 3, 4 người đi trên đường hoặc ở trong nhà bạch y được kết cương giới không? Đáp, không được. 5 người trở lên mới được kết cương giới. Hỏi cái cương giới được thông qua sông ao để có không? Đáp, tất cả những nơi dòng nước ngưng động đều được. Nếu nước chảy thì không được, vì không biết bờ ở đâu. Hỏi sau khi kết cương giới không đánh kiền trụy thì cương giới bị mất không? Đáp, không bị mất. Hỏi các cương giới được thông qua con đường lớn để kết không? Đáp, được. Khi kết cương giới phải xa người, ngăn người đi ở hai đầu đầu đường, sau đó kết cương giới. Hỏi đất không có chủ có thể kết cương giới không? Đáp, được, như phép của Úc Đơn Việt. Hỏi cái cương giới trước rồi, sau đó có nước lớn hoặc đào hầm dài 15 bước hoặc hành dục trong đó, cương giới này có bị mất không? Đáp. Hoàn toàn không bị mất. Có người họ giả sử đào hầm hố lớn sâu rộng 1 tuần thì cương giới vẫn không mất, huống gì những cái hầm nhỏ. Hỏi tỳ kheo được ở cách đêm chỗ cương giới của nơi không? Đáp, được. Cũng không được lì y, nhưng không được vào trong phòng. Hỏi tăng kết cương giới xong, sau đó có tăng đến ở chung không đem theo y có mất y không? Đáp, không mất, vì khi kết cương giới đã thông qua tăng 3 lần. Hỏi tăng tập hợp chưa đủ được kết cương giới không? Đáp, nếu có việc dặn lại thì được, không có việc thì không được. Hỏi một lần kết cương giới được ở bao lâu? Đáp, không có nhất định về thời gian, cái thứ chủ cúng thêm đất thì mới kết cương giới lại. Hỏi trước đây tăng kết cương giới không phải ông giải mà bỏ đi, sau đó chúng tăng lại đến kết cương giới có được không? Đáp, không được. Hỏi khi kết cương giới trường, cần phải tập hợp tất cả chúng tăng là nhiều, ít hay là tùy ý? Đáp, 5 người trở lên thì được, vì không có đại giới, chúng không tập hợp thì không phạm. Hỏi kết giới trường còn phải đến giới trường cũng được kết từ xa chăng? Đáp, cần phải đến giới trường mới được kết giới. Hỏi hai chúng kết cương giới được qua lại để kết không? Đáp, không được qua lại như được kết thông giới. Hỏi trong một số cương giới được đánh 2 lần kiện trời không? Đáp, được, nhưng không được tuyết giới yết ma làm các việc tăng nơi hai nơi trong một trú xứ, chỉ được thắp hương ăn uống mà thôi. Hỏi đại tăng được kết giới thông giới cùng đi không? Đáp, được. Phạm Nam hỏi về an cư hạ lạc. Hỏi vào mùa hè ngày nào được kết an cư? Đáp, từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, ngày nào cũng có thể kết hạ. Đây gọi là ngày đầu an cư. Nếu có nạn không thể kết hạ hoặc 5, 4, 3 ngày thì đến hết 1 tháng không mất tiền an cư, đây gọi là 30 ngày kết hạ, 1 ngày thọ tuổi hạ. Còn người hậu an cư chỉ có 1 ngày được kết hạ an cư. Qua ngày 15 tháng 7 có nạn thì ngày nào cũng có thể thọ tuổi hạ cho đến hết ngày 15 tháng 8, đây gọi là 1 ngày kết hạ an cư, 30 ngày thọ tuổi hạ. Họ kết hạ an cư cho phép thọ phép 7 ngày, phải thọ từ ngày đầu an cư hay đến lúc đi mới thọ? Đáp, nếu thọ từ ngày đầu an cư thì tốt, đến khi sắp đi thọ cũng được.
Luận về thọ phép 7 ngày, nếu đi không đủ 7 ngày mà trở về sau đó lại thì không được thọ, phải tính đủ 7 ngày mới thọ lại. Nếu quên mất thì có thể thọ lại. Hỏi: trong hệ an cư không nhận 12 vật như giường, tòa, phòng, nhà, được an cư không? Đáp: không cần phải nhận. Hỏi: trong lúc hệ an cư hoặc việc tam bạo hoặc bệnh tật hoặc nhiều bệnh vì khó khăn, được dời chỗ an cư không? Đáp: được. Ngày đầu an cư phải bạch với chúng: trong chúng thọ pháp 39 ngày. Thọ pháp 39 ngày rồi, có một việc nên ra khỏi cương giới 39 ngày. Đủ 39 ngày trở lại thì tốt. Nếu không trở lại được, cũng có thể ở chỗ ấy thọ tuổi hè không phạm. Nếu ngày đầu an cư không thọ, đến lúc sắp đi thọ cũng được. Nếu an cư đã đủ 39 ngày, có việc cần ra khỏi cương giới thì không cần thọ lại. Nếu có việc không trở lại được, cũng không thể ở chỗ đó thọ tuổi hè. Hỏi: có thể an cư nhưng không an cư có được tuổi hè không? Đáp: nếu trước đây không biết phép an cư thì được thọ tuổi hè, nếu biết mà làm trái thì không được. Hỏi: không kết hệ, không an cư được thọ tuổi hè không? Đáp: nếu trước đây không biết có phép kết hệ, không biết có phép an cư thì được thọ hạ lạc. Nếu biết nên hướng về chúng tăng sám hối, nếu trước đây biết pháp nhưng có ý làm trái thì không được. Hỏi: không kết hệ là có an cư thì được tuổi hè không? Đáp: giống như việc trên. Hỏi: trong hệ an cư được vào sông ao tắm được không? Đáp: thuộc trong cương giới thì được, hoặc thọ pháp 7 ngày nên đi qua sông thì được. Hỏi: trong lúc hệ an cư phạm tội quyết đoán như không sám hối, được thọ tuổi hè không? Đáp: tuy có tội nhưng được thọ tuổi hè. Vì sao? Vì là tỳ kheo. Hỏi: thọ tuổi hè nhưng không hòa hợp, được thọ tuổi hè không? Đáp: trước hết phải sám hối, sau đó mới thọ tuổi hè. Nếu người ấy không sám hối thì phải tận xuất chúng mới được thọ tuổi hè. Nếu người ấy không chịu ra khỏi chúng, phải căn gián 3 lần, căn gián hơn 3 lần mà vẫn không chấp nhận phạm tội quyết đoán, căn gián hơn 4 lần thì phạm tội này. Hoặc dùng sức mạnh đuổi đi, hoặc bức ép đuổi ra khỏi cương giới thì tốt. Nếu người kia không chịu đi ra, phải đóng chặt cửa ở trong một phòng, sau đó chúng thọ đuổi tuổi hè. Vì người đó không phải là tỳ kheo, nếu như có nhiều người xấu, chúng không tận xuất thì phải tách ra khỏi cương giới, nếu cùng phải tuổi hè thì không được tuổi hè. Hỏi: ở trong hạ an cư được cầm quạt phất trần không? Đáp: tất cả loại quạt có lưu thì được cầm, thì không được cầm. Còn quạt đan bằng tre thì được. Hỏi: ở trong hạ an cư được trốn thầy làm phước không? Đáp: được, nhưng không được tự tay làm việc. Hỏi: người thọ an cư đến ngày 15 tháng 7 được thọ tuổi hè rồi đi không? Đáp: không được, nếu trước đây không biết mà thọ tuổi hè thì được, nếu biết phép mà cố ý làm trái thì không được. Nếu chúng đã hòa hợp tăng lễ nhận thẻ rồi, nếu khi người thọ an cư thọ tuổi hè thì người tiễn an cư cũng vậy. Họ hai người đồng hạ lạc, người nhỏ tiền an cư, người lớn hậu an cư. Người tiền an cư đã thọ tuổi hè, người hậu an cư chưa thọ. Ở trong một tháng, người nào lớn? Đáp: trước người đó đã lớn hơn nên làm lớn, vì tính theo ngày cũ. Hỏi: ở trong hạ không thọ phép 7 ngày, có một vài việc nhỏ nên ra khỏi cương giới, có được an cư tiếp không? Đáp: sao mới thì được. Hỏi: ở trong hạ có một nhân viên được thọ 7 ngày 3 lần không? Đáp: được. Hỏi: ở trong hạ có người không an cư hoặc 10 hoặc 50 hoặc 5 người muốn đến ở nhờ để cũng được cùng họ thọ tuổi hè, vậy được cho họ ở chung và cùng thọ tuổi hè không? Đáp: nếu kịp lúc hậu an cư thì phải kết cương giới, nếu không kịp hậu an cư thì không được. Nếu người này hoàn toàn không biết có phép an cư thì được thu nhận, nếu biết mà quý làm trái thì không được. Hỏi: không biết hạ an cư hoặc không thọ pháp 7 ngày để thọ hạ lạp, phải được hạ lạp không? Đáp: không biết pháp để thọ trì thì được hạ lạp. Không được hạ an cư, nếu đã hạ an cư tăng can gián một lần trở lại nhận thì tốt, can gián hơn 3 lần không nhận thì tâm tội quyết toán và sám hối nhận lại thì được. Khi nhận phải bạch chúng mới có thể được nhận.
Hỏi tỳ kheo không thọ tuổi hè phạm vào điều gì? Đáp: nếu một tỳ kheo không thọ tuổi hè, chúng nên can gián kiến cho thọ, can gián lần thứ nhất cho đến lần thứ ba mà thọ thì tốt. Nếu can gián hơn 3 lần vẫn không thọ thì phạm quyết đoán, can gián hơn 4 lần vẫn không thọ thì chẳng phải sa môn, vì không chịu thọ phép ấy. Hỏi: người mới thọ giới an cư cùng trong ngày nhưng kết hạ an cư, sau đó được tuổi hạ không? Đáp: được, nếu sau một đêm thì không được. Hỏi: ở trong hạ an cư quên không tập phép 7 ngày, ra khỏi cương giới một ngày được an cư không? Đáp: giới mà sám hối thì được, trong một ngày an cư không được sám hối 3 lần, sám hối quá 3 lần thì không được tuổi hạ. Hỏi: khi thọ tuổi hạ, nếu trời mưa được ở trong nhà thọ tuổi hạ không? Đáp: được. Hỏi: đi đến nơi nào đó để có thể an cư, được có chướng ngại nên không thể đến được, được đổi chỗ an cư kiết hạ không? Đáp: không được. Giả sử đến chỗ khác hoặc để ở an cư, nếu trên đường đi có trú xứ của tăng phải đến để an cư, phải ở lại 2-3 ngày, sau đó thọ phép 39 ngày thì được đi. Nếu không có trú xứ của tăng, 5 người trở lên cùng kết giới an cư, sau đó một hoặc hai người ở lại để giữ cương giới, đủ 39 ngày mới được đi. Nếu người đi sau không đủ 39 ngày mà bỏ đi, người đi trước không biết nên không mất an cư, người đi sau thì bị mất. Hỏi: một người cho đến 4 người được ở trong nhà cư sĩ kết hạ cư không? Đáp: không được, 5 người trở lên mới được kết hạ. Hỏi: một người ở chỗ thanh phán được kết hạ cư không? Đáp: trước đây có kết cương giới, hai người trở lên thì được, một người không thể được, vì không có người cùng thọ an cư, không có cương giới nên hoàn toàn không được. Nếu muốn an cư riêng phải tỉnh tăng kết cương giới, sau đó an cư thì được. Hỏi: tỳ kheo trong khi hạ an cư nhận lời người khác thỉnh và nhận vật dụng của người khác gửi, hoặc trải qua 10 ngày cho đến 30 tháng, được như vậy không? Đáp: không tác ý, thay mà nhận thì không phạm giới. Hỏi: ở trong hạ an cư trong cương giới có làm công việc được an cư không? Đáp: việc phước thì được làm, ngoài ra không được. Hỏi: văn thoại an cư nói phòng nhà bị hư hoại phải tu sửa lại, phải làm lúc mới an cư, an cư xong? Đáp: trong 3 tháng. Nếu nhà bị hư hoại thì nên sửa chữa. Hỏi: khi thọ tuổi hạ đi chúng đến trong cương giới cầu sinh thọ tuổi hạ, nên cho thọ tuổi hạ không? Đáp: hai vị ni trở lên thì được, một người thì không được. Vì sao? Vị ni một mình đi ra khỏi cương giới phạm tội nặng. Hỏi: phẩm xấu. Hỏi: việc độ người. Hỏi: một người được độ sa di không? Đáp: hai người mới được độ. Hỏi: độ sa di được thỉnh hòa thượng từ xa không? Đáp: không được. Hỏi: chưa đủ năm hạ lạp độ người làm cái gì? Đệ tử đó đắc giới không? Đáp: nếu biết phi pháp mà độ phạm tội đoạn, can gián hơn 3 lần không dừng phạm quyết đoán. Nếu đệ tử không biết phi pháp thì đắc giới, nếu biết thì không đắc giới. Hỏi: tỳ kheo không thông hiểu giới là không biết các việc tăng độ nhiều người xuất gia hoặc làm tam sư có phạm không? Đáp: người ấy còn không nên ăn thức ăn của tánh thí vốn là độ người. Hỏi: nếu người có cha mẹ ép vua không chấp nhận, tỳ kheo lén dẫn về độ phạm tội gì? Đáp: phạm tội nặng. Nếu quân lính tìm bắt người ấy theo tỳ kheo tu đạo, nếu tỳ kheo biết mà cho ở, dù chưa độ cũng phạm tội nặng. Hỏi: con xuất gia trước, cha mẹ xuất gia sau, đến chỗ con mình xin xuất gia, người con được độ không? Đáp: được. Hỏi: tỳ kheo phạm giới được độ người không? Đáp: phạm tội nặng.
Không có lý nào lại đổ người nếu phạm tội quyết đoán cũng giống như trên vì chưa đủ năm hạ lạc. Nếu phạm giới nhẹ phải làm phép sám hối sau đó được độ. Hỏi cư sĩ xin một tỳ kheo để xuất gia, tỳ kheo liền độ. Bèn thỉnh hòa thượng làm giáo sư, tỳ kheo đó là thầy phải không? Nếu không phải thầy, nếu sau theo vị đó thọ pháp, vị đó có thể làm thầy. Nếu muốn nương theo thì vị đó có thể làm y chỉ sư. Hỏi tỳ kheo độ nhiều người đệ tử hoặc làm tam sư mà không dạy bảo, phạm vào tội gì? Đáp làm tội đọa. Thuở xưa, thời Đức Phật Ca Diếp có một tỳ kheo đồ đệ tử như không dạy bảo, đệ tử phần nhiều làm phi pháp. Khi qua đời, người đệ tử sanh trong loài rồng. Tém của rồng 7 ngày bị một ngọn lửa đốt cháy thân thể đến tận xương, rồi hiện hình lại, bị thiêu cháy tiếp, không thể chịu nổi, khổ đau, liền suy nghĩ. Trước đây ta có tội gì mà nay khổ như vậy? Vì quan sát mạng sống đời trước, thấy mình xưa làm sa môn, không giữ giới cấm, thầy cũng không dạy. Liền nghĩ ác độc, tức giận thầy mình, càng nghĩ càng muốn làm hại. Biết sau này, vì thầy đó cùng 500 người đi trên thuyền vượt qua biển cả. Rồng liền phun nước làm chìm thuyền, mọi người liền hỏi: ngươi là ai? Đáp: nếu các ngươi thả tỳ kheo này xuống biển thì ta sẽ thả các ngươi đi. Hỏi tỳ kheo này: vì sao can dự vào việc của ngươi? Ta không cần người khác, chỉ cần tỳ kheo này làm gì? Rồng nói: tỳ kheo này vốn là thầy của tôi, do không dạy dỗ tôi khiến tôi hôm nay phải chịu đau khổ thế này, nên tôi chỉ còn vị ấy, mọi người không được ngăn cản việc này. Thấy rồng sắp nhấm chìm mình xuống nước nên tỳ kheo nói: ta tự nhảy vào biển, không cần ngươi nhận chìm. Tỳ kheo ấy liền nhảy xuống nước, tan thân mất mạng, sanh vào các nơi khổ đau chịu vô lượng tội. Từ việc này nên biết độ người là việc lớn, không thể không chỉ dạy. Phẩm 7. Hỏi việc tòa giới. Hỏi sao vi phạm 10 giới hoặc 1, 2, 3 giới mà không sám hối, thành đại giới có đắc giới không? Đáp: nếu nhớ mà không sám hối thì không đắc giới. Không nhớ lại không biết pháp, đã thọ trì thì đắc giới. Luận về phép thọ giới, thầy phải hỏi sa di: ngươi phạm giới không? Nếu sa di nói phạm liền dạy phải sám hối. Nếu thầy không hỏi thì khi đăng đàn thầy phải hỏi. Nếu không ai hỏi thầy phạm tội đọa. Hỏi: đã thọ đại giới sám hối lỗi đã phạm khi còn thi không? Đáp: được sám hối giống như pháp sám hối của sa di. Hỏi sa di đăng đàn sắp thọ đại giới hoặc mặc áo thế tục, chân mang giày hoặc y bình bát không đủ, lúc ấy đi mượn thì đắc giới không? Đáp: tuy mặc áo thế tục thầy không hỏi thì không đắc giới. Các trường hợp khác đều đắc giới, sư tăng phạm tội đọa. Hỏi nếu có tỳ kheo không xả giới hoặc trở lại làm sa di hoặc là người tu đại đạo liền thọ đại giới phải đắc giới không? Đáp: không đắc giới. Hỏi nếu không đắc giới, trước đã thọ giới nên cho ở không? Đáp: cho ở. Hỏi người không đắc giới có phải là thầy không? Đáp: không phải. Hỏi nhiều người thọ giới là thỉnh một người làm thầy, có thể 10 người hoặc 5 người thọ giới một lúc không? Đáp: không thể được. Hỏi sa di thọ đại giới thỉnh một tỳ kheo làm đại giới sư, tỳ kheo này không biết biết ma và phép thọ giới, liền thỉnh một vị khác cho thọ giới. Vậy ai là thầy? Đáp: vì cho thọ giới là thầy, người không trao giới pháp thì chẳng phải thầy. Hỏi trên giới đàn, sư tăng mặc áo thế tục hoặc phạm giới, người thọ giới có đắc giới không? Đáp: nếu người thọ giới biết là phi pháp thì không đắc giới, không biết thì đắc giới. Hỏi thọ giới khi chúng tăng không hòa hợp hoặc đánh bắn nhau đắc giới không? Đáp: nếu trên giới đàn tăng hòa hợp thì đắc giới, không hòa thì không đắc giới. Hỏi thọ giới có hạn chế thời gian không? Đáp: chỉ qua đêm thì không được, đầu đêm, giữa đêm, không tắt đèn, nến thì không được, còn phải thấy thân hình màu sắc thì được.
Hỏi khi thọ giới Phật gặp trời mưa nên chuyển đổi giới trường, tờ giới trong nhà có đắc giới không? Đáp: không đắc giới. Nếu muốn chuyển giới trường, trước phải giải đại giới từ các giới trường mới được thọ giới. Không như vậy thì không đắc giới. Hỏi khi thọ giới nếu có các nạn không được hoàn hảo, người này có phải là đại tỳ kheo không? Đáp: chỉ ba lần yết ma xong là đủ. Hỏi: thọ giới đủ 13 việc, sau đó các giới sư hòa thượng không chỉ bảo tiếp, có được đầy đủ giới không? Đáp: nếu thầy không dạy giới trải qua 15 ngày, khi thuyết giới chưa tâm lắng nghe thọ trì thì được đầy đủ. Hỏi: lúc thọ giới ba y không đủ, có cầm vải bằng dạ hoặc nhuộm hoặc không nhuộm hoặc cắt may hoặc không cắt may được gọi là y không? Đáp: hoàn toàn không được. Hỏi khi thọ giới chúng tăng hiếm có và giới hạn có bao nhiêu tăng được thọ đại giới? Đáp: trừ tam sư, từ 5 người trở lên thì được. Hỏi sa di đã từng giả là người tu đại đạo, nhận đại tỳ kheo đảnh lễ, sau đó được thọ đại giới không? Đáp: không được. Hỏi sa di từ tại thầy ra đi, gặp sự khó khăn trở lại không được đích thân đi đến chỗ các thịnh y kỹ sư để thọ đại giới, có đắc giới không? Đáp: đắc giới. Hỏi nếu tỳ kheo dụ dỗ sa di của người khác dẫn đến chúng khác cho thọ đại giới, thọ tội gì? Chúng kia biết nên chấp nhận không? Đáp: nếu vị thầy kia có việc phi pháp, sa di và người dắt đi không có tội. Nếu vị thầy kia không phải phi pháp thì người dẫn đi phạm tội nặng. Khi đăng đàn thọ giới sẽ tăng phạm tội đọa, sẽ có một tỳ kheo trưởng lão, chỉ có một sa di theo hầu hạ, có một tỳ kheo khác đến dụ dỗ dẫn sa di đi. Tỳ kheo trưởng lão này không có người hầu hạ nên không lâu bao lâu liền qua đời. Nhân đó cho giới này không được dụ dỗ sa di của người khác. Nếu dụ dỗ sa di của người khác thì phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo thấy sa di của người khác chăm sóc người già bệnh mà bảo họ bỏ đi, tỳ kheo này cũng phạm tội nặng. Phẩm 8. Hỏi việc nhận vật cúng dường. Hỏi tỳ kheo nhận lời mời của đàn việc sẽ nhận 4 vật phẩm cúng dường được lấy cho người không? Đáp: được. Hỏi đã nhận 4 loại vật phẩm trọn đời rồi, có một vài duyên sự ra đi ngoài, được ăn thức ăn ở bên ngoài, uống thuốc bên ngoài không? Đáp: của thí chủ thì được nhận. Hỏi người khác muốn cúng vật cho tỳ kheo trước hết. Hỏi tỳ kheo có hay không? Tỳ kheo thật sự đã có, vì tâm tham nên lừa dối nói với người kia là không có. Người kia liền đem vật cúng làm tội gì? Đáp: vì tham mà lấy nên phạm tội xả đọa, nói dối phạm tội đọa. Hỏi nếu thức ăn của chúng tăng để dành cho thường tọa, thường tọa được ăn không? Đáp: thường tọa ăn với tâm tham thì phạm tội đọa. Hỏi thì kheo không bệnh thì nói có bệnh khổ vì muốn xin thức ăn ngon, nếu có được và ăn là vì gì? Đáp: phạm tội nặng. Hỏi không mặc ba y để nhận thức ăn phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi đàn việc đến tỉnh 2-3 người cần tăng chúng sướng không? Đáp: phải sướng. Hỏi khi đại tỳ kheo yết ma phân chia đồ vật lấy đến trong cương giới được chi không? Đáp: được. Hỏi có người gửi đồ vật đến cúng cho một trú sứ tăng, vật đến sau có thêm một tỳ kheo đến trước chia theo ăn cư, tỳ kheo này có được phần không? Đáp: đánh kiền chùy thì được, không đánh thì không được. Hỏi tỳ kheo đi giữa đường, người phụ nữ cúng vật được nhận không? Đáp: là bà con học quen biết nhau thì được nhận. Hỏi tỳ kheo đi giữa đường, tỳ kheo ni cúng vật được lấy không? Đáp: cúng cho chúng thì lấy, không phải cúng cho chúng thì không được lấy, nếu lấy thì phải được đòi. Hỏi gạo cúng tăng đi thí chủ được dùng cúng cho tăng đến sau, người đến sau được ăn không?
Đáp đánh kiên trì được ăn, nếu không đánh kiên trì ăn một bữa no thì làm tự khí. Hỏi ngày mùng 8 tháng 4 thì bài cúng vật ngày 15 tháng 7 tăng ở trước đẻ đi. Chủ chùa lấy cho tăng đến sau. Tăng đến sau lấy để chia làm tội gì? Đáp đánh kiền trì cùng phân chia cho tăng chuyện tiền thì không có tội, nếu không đánh kiền trì mà chia thì làm tội trộm. Hỏi cư sĩ có cúng vật khác người đã nhận đi khỏi, cư sĩ lấy cho người đến sau, người đến sau được lấy không? Đáp phải hỏi chủ nhân là người để nhận có trở lại không. Nếu cư sĩ nói không đến nữa liền chú nguyện rồi lấy, nếu nói người kia sẽ đến thì không được lấy. Nếu lấy để dùng phạm tội sẽ đọa, biết người kia chết mà lấy phạm tội khí thì đó là vật của tăng. Hỏi tỳ kheo lo liệu đời sống được thí chủ cúng dường y phục thức ăn cho tỳ kheo, vậy được nhận y phục thức ăn không? Đáp nhận y phục thì phạm sẽ đọa. Nếu ở nơi nghèo cùng khốn khổ không có thức ăn, người khác sai cư sĩ làm thì có thể ăn. Người quản lý đời sống phải bạch chúng, vật này không phải là vật của tôi, là vật của người khác. Nếu như vậy thì có thể ăn. Nếu chủ nhân không bạch chúng mà ăn, phạm tội đọa. Hai, ba người cũng có thể bạch. Nếu tỳ kheo đưa cho người giúp việc nói đây là vật của tôi thì được ăn. Hỏi, tỳ kheo được bỏ đồ vật không? Đáp không được, nếu bỏ phạm sẽ đọa. Hỏi nhận dùng bữa lâu dài đến 100 ngày nửa chừng được nhận ăn một bữa hai bữa của người khác không? Đáp thí chủ chấp nhận thì được, không chấp nhận thì không được. Hỏi khất thực nhiều được cho người khác không? Đáp trước có không có tâm tham lấy, có nhiều thì được cho cư sĩ, nếu không có chúng sanh thì để nơi cây có chúng sanh ăn thì tốt. Nếu không có chúng sanh, sáng mai trở lại lấy nước, rửa rồi ăn. Không được bỏ vì của tinh thí rất nặng. Sở dĩ trở lại được lấy là vì không có chủ như cách nhặt thức ăn ở Úc đơn vị. Hỏi tỳ kheo ăn hoặc nhai một miệng cơm rồi nhả ra, lấy chừng một miệng miếng cơm rồi bỏ, làm tội gì? Đáp phạm tội đọa. Hỏi người chủ thỉnh được nhận suốt đời không? Đáp nếu chỗ ấy hành đạo được, không có các nạn, không có thiếu thốn thì được đến. Hỏi người chủ mời ăn được sai người đi hay không? Đáp nếu người chủ đồng ý thì được, nếu chủ nhân không thích đổi thay người đi thì phạm tội đọa. Hỏi thức ăn của mẹ con quỷ có thể ăn không? Đáp phải chú nguyện sau mới được ăn. Hỏi người chủ cúng cho tỳ kheo bò ngựa nô tỳ thức ăn được nhận trực tiếp không? Đáp được lấy để dùng, không được bán, tất cả các loại binh khí cũng không được nhận. Hỏi người đem vật ra cúng tế, cúng xong bỏ đi để lại vật, để vật lại tăng đến sau được ăn không? Đáp đánh kiền trì được ăn, không đánh kiền trì mà ăn thì làm tội trộm. Hỏi tỳ kheo cầm mâm thức ăn chia cho người khác phạm tội gì? Đáp nếu họ được phép nhận thì không có tội, không được phép mà lấy ăn làm tội đọa. Nếu không hỏi cũng phạm tội đọa, sở dĩ không phạm tội trộm vì cùng lấy tay nhận thức ăn. Hỏi tỳ kheo khất thực, có người hỏi vật tốt không, tỳ kheo không đáp đúng sự thật, nếu nhận vật này phạm tội gì? Đáp thật tốt nói tốt phạm tội đọa, không tốt nói tốt phạm tội phí. Hỏi tỳ kheo đưa tất cả đồ vật dùng trọn đời cho người khác, nói về sau tôi cần thì trở lại lấy, được như vậy không? Đáp được, phải đưa cho người đáng tin, sau đó lại nói với người khác vật của tôi cúng cho tỳ kheo kia, nếu nói là trở lại anh lấy thì không được đích thân lấy.
Phẩm chính hỏi việc bệnh tật. Hỏi khi tỳ kheo bệnh được bỏ bát ăn hay không? Đáp: bệnh nặng thì được, bệnh nhẹ thì không được. Hỏi tỳ kheo bị bệnh không giữ bát y phải cái gì? Đáp: nếu rất mệt nhọc lại không tỉnh táo thì được, còn biết rõ thì không được. Hỏi người nuôi bệnh không nói với người bệnh, tự đem tiền cho người bệnh khác mây y, mua thực phẩm uống thuốc làm tội gì? Đáp: nếu dùng 5 tiền phạm tội khí, sau đó nói với người bệnh vui vẻ thì không phạm. Nếu người bệnh tức giận không trả lại cũng phạm tội khí. Hỏi vì bệnh nên người chủ cúng mỗi ngày 100 tiền, chỉ cần 50 tiền là đủ, số tiền dư được cho người bệnh khác để uống thuốc mua thức ăn không? Đáp: người bệnh tự cho thì được. Hỏi tỳ kheo bệnh không có người chăm sóc, được phép cho tỳ kheo làm thức ăn không? Đáp: trong núi ao đầm chỗ không có người, đến trưa không có thức ăn trở lại thì được làm. Vào trong 7 ngày trước tịnh thí củi gạo rồi nhận lại mới được làm. Hỏi người bệnh cần 1-2 lít rượu đổ vào thuốc, có thể cho không? Đáp: nếu thầy thuốc nói chắc chắn lành bệnh, cho phép hòa với thuốc để uống. Không được uống rượu không? Hỏi tỳ kheo bệnh được mặc áo lành không? Đáp: không được, vì giống với ngoại đạo. Hỏi tỳ kheo bệnh ung nhọt được xa người múc nhổ ra không? Đáp: không được. Hỏi tỳ kheo bệnh cúng khổ hoặc thiếu y bát do chúng cúng nên bán để làm phước, nó nhận được phạm tội gì? Đáp: nếu bị hư rách thì được nhận, không phải thì phạm xả đọa. Phẩm 10. Hỏi về tỳ kheo qua đời. Hỏi vật của tỳ kheo qua đời không lấy kiên trì, không yết ma mà chia phạm tội gì? Đáp: trong cương giới có 10 người trở lên để được đánh kiền trùy mà yết ma. Nếu không đánh kiền trùy mà yết ma hoặc đánh kiền trùy mà không yết ma, hoàn toàn phạm tội khí. Sở dĩ làm như vậy thì tất cả vật của tỳ kheo qua đời đều thuộc tăng bốn phương, không được tự ý chia. Nếu ở ngoài cương giới thì 5 người trở lên được yết ma chia, không cần đánh kiền trùy vì không có cương giới. 4 người trở xuống không được yết ma chia. Nếu chia thì phạm tội khí, phải đem đến trong chúng tăng. Nếu tự lấy đem đến chúng khác mới vào trong cương giới thì không phạm. Khi đã khỏi thì phạm tội khí, như vậy lại đến chúng khác. Ra khỏi một cương giới phạm thêm một tội khí, đệ tử đem vật của thầy đi cũng vậy. Hỏi tỳ kheo mất, đệ tử không lấy của thầy đưa cho chúng, đích thân phân chia cúng dường chúng tăng, tăng có thể ăn không? Đáp: đệ tử ấy trước đây biết phép thì có tội, tăng không đánh kiền trì, không biết ma mà ăn, phạm sẽ đọa. Hỏi nếu thầy qua đời, tăng yết ma chia vật, đệ tử được chia không? Đáp: được, vì đệ tử là tăng chúng. Hỏi thầy qua đời không có tăng khác, chỉ có đệ tử hoặc 5 hoặc 10, được yết ma chia vật không? Đáp: được, chia vì đệ tử tức là tăng nên được chia, và đánh kiền trùy về yết ma, không làm như vậy thì không được. Hỏi người bệnh qua đời, vật cúng cho người bệnh còn lại được lấy cho người bệnh khác không? Đáp: đây là vật của tăng, không được cho người khác, nếu đem cho với giá trị 5 tiền còn tội phí. Hỏi thầy đưa tiễn cha mẹ anh em chết được khóc không? Đáp: không được, khóc một tiếng phạm tội đã, chỉ có thể nhỏ một tiếng nước mắt thôi. Hỏi hoặc tỳ kheo chết thì có mặt, khi yết ma không có mặt. Hoặc khi chết không có mặt, khi yết ma thì có mặt để được chia không? Đáp: kịp lúc chết, kịp lúc yết ma thì đều được, khi chết thì có mặt, khi yết ma không có mặt thì không được chia. Hỏi tỳ kheo qua đời, người khác mua quan tài y phục để cho mai táng, làm tội gì? Đáp: bạch tăng, tăng cho y phục để che thân, những vật còn lại đều thuộc của tăng, tất cả không được chôn. Chôn đủ 5 tiền phạm tội khí,
Nếu vật riêng của đệ tử thì được. Nếu người mất không biết pháp, tự lấy để chia cho người khác thì không có tội. Hỏi, cha mẹ bà con chết thì kheo được lo liệu áo quần quan tài để chôn cất không? Đáp, đều không được. Nếu cha mẹ mất hoặc bệnh không có người cúng dường, được khất thực chia cho một nửa. Nếu họ có khả năng hoặc chút ít nghề nghiệp, không được cho thức ăn. Nếu cho thức ăn thì phạm tội đọa, cho quần áo phạm xá đọa. Muốn chi mua quan tài để vô chung cấp. Hỏi, người bệnh qua đời y bác trước hết cho người nuôi bệnh, nhưng không yết ma, người nuôi bệnh lấy bán làm cơm cúng tăng ta ăn được không? Đáp, chúng chưa yết ma mà ăn, chúng phạm xả đọa. Nếu người bệnh không biết pháp để tác pháp yết ma thì được ăn, nếu chưa tác pháp thì chúng nên tác pháp. Hỏi, tỳ kheo mượn vật của người khác, tỳ kheo đã chết, được lấy vật để trả không? Đáp, tất cả đều không được. Được lấy vật để trả phạm được các la và chúng. Chúng trả thì được lấy, nếu chúng không cho mà lấy phạm tội đọa. Hỏi, tỳ kheo được xây tháp cho bậc thầy đã mất không? Đáp, vật của mình được dùng, vật của thầy thì không được. Hỏi, tỳ kheo được đảnh lễ mồ mả của thầy không? Đáp, được. Có người vấn nạn, sống là thầy tôi, đã chết còn không phải là tỳ kheo, chỉ là bộ xương khô mà thôi, vì sao phải đảnh lễ? Đáp, Phật ở đời nơi cung kính cúng dường sẽ khen ngợi nhập niết bàn cũng chỉ là bộ xương khô mà thôi, vì sao lại cúng dường? Thầy lúc còn sống đã dùng pháp làm lợi ích cho người, sau khi thầy chết kính lễ có lỗi gì? Hỏi, khi chia vật yết ma xong có tăng khác đến, vị này có được phần không? Đáp, yết ma ba lần xong không cho thì không có lỗi, nếu đến kịp sau một lần yết ma cũng được chia phần. Phẩm 11. Hỏi về ba y. Hỏi, giặt ba y xong cần phải xả không? Đáp, cần xả, nếu không xả phạm tội đọa, phải cho người khác họ trả lại mới được nhận. Hỏi, ba y đã rách may chậm chậm có được không? Đáp, y đại thì được, y trung y tiểu thì không được. Hỏi, được đắp y tiểu thắp hương ở giảng đường không? Đáp, không có y trung thì được, nếu không có thì thân thanh tịnh cũng được thắp. Hỏi, giặt y đổi giải lụa được dùng đổi gạo không? Đáp, không được đổi, không được nếu đổi phạm tội đọa. Hỏi, có ba y nên may nội y không? Đáp, nội y may hay không may đều được. Hỏi, được mặc đại y lên giảng đường được lại bái không? Đáp, không có y trung thì được. Hỏi, ba y được dùng lụa sống để may không? Đáp, tất cả vải lụa không thấy thân thể thì được mặc. Hỏi, tỳ kheo giận dữ tự phá y bát và tích trượng là tội gì? Đáp, sân hận phiền não tự phá ba y và bát phạm tội xả đọa, phá tích trượng phạm tội đọa, phá vật của người khác tính theo tiền mà biết phạm tội gì? Hỏi, ba y được đưa cho người mượn không? Đáp, không được đem ra khỏi cương giới cách đêm, nếu cùng ở trong cương giới thì được, không hạn chế số ngày. Hỏi, vào trong xóm làng không mặc đại y phạm tội gì? Đáp, mang trên vai đi thì không phạm, nếu tăng sai hoặc vì người bệnh không đem y đi đều không phạm. Hỏi, ba y bị rách vá lại được thọ cúng lại cho người khác chăng?
Đáp, rết khoảng bằng cho con mèo nên cho người khác. Người khác trả lại mới được nhận để vá lại. Nếu vá trước nên cho người sau cũng được. Phẩm 12, hỏi bề bát. Hỏi, thế nào là bát bị mất? Đáp, nếu sức mẻ hoặc thủng lỗ, hoặc bể nát hoặc dính dơ, không rửa được, đã bị mất. Nếu bị sức mẻ lỗ thủng thì không thể dùng được. Nếu bị vỡ, hàng bịch lại cho người khác. Người khác trả lại mới được nhận. Dính dơ không rửa được cũng vậy, nếu bỏ ngoài cương giới qua đêm cũng không mất. Hỏi bình bát được treo trên vách tường không? Đáp, nên lấy khăn đậy rồi để nó sạch sẽ. Hỏi đựng trong túi treo trên vách thì tốt, không được đậy bát rồi treo trên vách. Nhóm 6 tỳ kheo đậy bát treo trên vách bị rớt xuống đất liền bể nát. Như đó Phật thế giới từ nay về sau không được đậy bát treo trên vách. Nếu bát treo trên vách là phạm tội đọa, rơi xuống đất để bể phạm tội đọa, sẽ đọa. Hỏi, sáng sớm được dùng bát để ăn không? Nếu không dùng có lỗi gì? Đáp, tất cả khi ăn đều nên dùng bát. Nếu một ngày không dùng bát là phạm tội đọa. Hỏi, tỳ kheo ăn cơm muốn cho hết, được khiêng bát để vét cơm không? Đáp, được. Hỏi, ăn cơm rồi lại ăn trái cây, được bỏ bình bát xuống không? Đáp, được. Nếu ăn chưa xong cũng được bỏ xuống chốc lát. Hỏi, tỳ kheo ăn phải đưa bát lên cao thì cũng được đặt xuống đất không? Đáp, phải đưa lên cao. Nếu có duyên sự đưa cho người khác không phạm. Hỏi, tỳ kheo lấy đồ đựng đầy cơm bỏ trong bát một nửa, được dùng bát ăn không? Đáp, không được, phải dùng để ăn phạm tội đọa. Hỏi, bình bát được cho người mượn không? Đáp, được, từ ra lúc ăn cơm. Hỏi, bình bát được lấy để nấu thức ăn không? Đáp, không xả mà nấu phạm xả đọa. Hỏi 13, hỏi về các vị khác. Hỏi, tỳ kheo bị tên cướp lấy trộm vật đưa đem ra khỏi cương giới, người chủ thấy vật của mình không biết ai lấy trộm, được lấy lại không? Đáp, được, lấy tức giống với giới tương tự vật báu trong 93 vật đề. Trước phải suy nghĩ, nếu có người nhận thì không được lấy, không có người nhận mà chúng mới được lấy. Nếu không có chúng, vật thuộc trong cương giới thì lấy, không lấy làm vật của mình. Hỏi, chúng tăng đánh kiền gì để ăn? Ngang người ngoài không cho ăn, phạm tội gì? Đáp, vì sợ mất lợi dưỡng, phạm được các la. Hỏi, trước đây thì kheo giáo hóa, thí chủ cúng thức ăn cho 100 người, dư 1 người đến 10 người thì được nhận, nếu thì kheo có giáo hóa có phạm không? Đáp, nếu đánh kiền gì để ăn nên nhận, vì có người giáo hóa nên không phạm. Vì sao? Và đánh kiền trì để thỉnh tăng, tăng đến nhiều thì có lỗi gì? Luận giai phép đánh kiền trì cần phải tác ý thỉnh tăng bốn phương. Nếu tăng đến nhiều hay ít, chia tất cả của cải, thực phẩm đều không có lỗi. Hỏi, tỳ kheo giáo hóa nên cư sĩ cúng dường chúng tăng. Nếu có người ngoài đến xin một thang, cho một thang đến năm thang không? Đáp, không được, nếu biết là phi pháp mà tự lấy cho đủ năm tiền là phạm tội khí, nếu bà chúng chưa chấp nhận thì được cho. Hỏi, người chủ cúng dường chư tăng thỉnh suốt đời, một ngày cúng 100 tiền, chúng chỉ dùng 50 tiền họ cúng, số còn lại được dùng vào những việc khác không? Đáp, đến kiền trì thì được dùng, nếu không có ghi bát thì không còn đến kiền trì.
Chúng hòa hợp được giảm bớt việc tiêu dùng, nếu từ bớt để cúng cho khách tăng rất tốt. Hỏi người chủ thỉnh tỳ kheo cúng thức ăn trong 10 ngày, người muốn ăn ngon nên dùng lại ăn trong 5 ngày, 3 ngày là tội gì? Đáp không phạm nhưng không được sinh nữa. Nếu sinh phạm tội đọa, nếu không đủ 10 ngày mà đi cũng phạm xả đọa. Hỏi người chủ thỉnh tỳ kheo cúng thức ăn 10 ngày, tự chia làm thức ăn 1 tháng được không? Đáp lấy kiền trì thì được, nếu không lấy kiền trì, trong chúng tăng có người đi khỏi. Nếu họ không cúng thức ăn cho người đến sau, người đến sau ăn phần của mình, ăn hết phần người khác, nếu ăn no một bữa phạm tội khí, không no phạm tội đọa. Hỏi cha mẹ anh em bị phá sản, được đi xin vật để chuộc lại không? Đáp được, nhưng không được nói xin cho mình. Nếu cần xin cho cha mẹ anh em thì được, nếu sử dụng còn dư thì không được lấy cho mình, phải đưa cho người được chuộc. Nếu tự dùng vật ấy, người thân không vui thì phạm xả đọa, nếu họ vui không trả lại phạm tội khí. Hỏi được đến quán rượu xin thức ăn, xin của cải không? Không có việc được nói trống không chăng? Đáp tất cả các cửa quán rượu không được vào, nếu vào phạm tội đọa, nếu có cửa khác được vào. Nếu tỳ kheo được thỉnh phải hỏi có thể giữ trai giới một ngày không? Đáp có thể, cho họ giới thì được đến, nếu không thể thọ giới dù chỉ một ngày cũng không được đến quán rượu hoặc nhà mộ giết cũng vậy. Hỏi khuyến khích người uống rượu phạm tội gì? Đáp cưỡng ép khuyến khích mà họ không uống phạm đồ cát la, nếu họ uống phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo gửi vật cho cư sĩ, người này hết thời hạn vẫn không trả, rồi đem cho tỳ kheo khác, thì phải ấy được lấy không? Đáp không được lấy, nếu người kia còn sống là vật có chủ, nếu đã chết là vật của tăng. Hỏi tỳ kheo ban đêm được đốt đuốc mà đi không? Đáp mùa đông thì được, mùa hè đốt đuốc cũng được, nếu cầm lửa phạm tội đọa. Hỏi vật của mình thì có giá trị một cái, do đi đến nơi khác bán được giá trị bằng 5, 3 cái có thể lấy không? Đáp không được, nếu lấy phạm xả đọa. Hỏi tất cả bị đùa giỡn nên lấy vật của người khác đem cho phạm tội gì? Đáp đều phạm xả đọa, nếu người kia không cho lại cường ép mà lấy phạm tội phí. Hỏi tỳ kheo nếu thức ăn được không? Đáp không được, biết mà ăn phạm tội đọa, nếm trước thức ăn của người khác cũng phạm tội đọa, nếu không sám hối liền, tội ấy ngày càng tăng. Xưa có một tỳ kheo chấp sự, tôi trông coi thực phẩm của tăng, tôi lấy tay chỉ vào đồ đựng nói lấy vật này, dù vật này, ngày nào cũng làm như vậy mà không sám hối. Sau khi qua đời, bé bị đọa vào trong loài ngạ quỷ. Có một tỳ kheo đắc A La Hán, ban đêm đi nhà xí nghe tiếng kêu rên rỉ, nên hỏi người là ai. Đáp tôi là ngạ quỷ. Hỏi đã làm gì mà bị đọa trong loài ngạ quỷ? Đáp ở trong chùa này làm tăng chấp sự. Hỏi người vốn tinh tấn, vì sao bị đọa trong loài ngạ quỷ? Đáp và đem thức ăn uống bất tịnh cho chúng tăng. Vị La Hán hỏi vì sao bất tịnh? Đáp tăng chúng có nhiều vật dụng đựng thức ăn, do thấy rồi lấy tay chỉ vào đồ đựng, sai người giúp việc lấy vật này, dùng vật này phạm tội đọa 3 lần tiết giới vẫn không sám hối, nên tăng thêm cho đến tội nặng. Do đó bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, hai tay phanh xé ngực, lột da xẻ thịt, hơi thở yếu ớt. Hỏi vì sao phải phanh xé ngực? Đáp loài trùng cắn rứt thân thể rất đau đớn. Hỏi vì sao hơi thở yếu ớt? Đáp vì trong miệng có trùng. Hỏi vì sao tiếng rêu kêu rên rỉ? Đáp vì rất đói khát sắp chết. Hỏi muốn ăn vật gì? Đáp ý muốn ăn phân nhưng không ăn được. Hỏi vì sao không ăn được? Đáp vì các ngạ quỷ rất nhiều, chúng thấy liền xua đi nên tôi không thể đến trước được.
La Hán họ nói, ta biết làm sao. Vị nói, xin cho chúng tăng biết để chúng nguyện. Đáp được rồi. Vị La Hán liền trở về trong chúng nói, người kia bị đọa vào loài ngạ quỷ. Chúng tăng hỏi, xưa tu hành tinh tấn vì sao bị đọa vào ngạ quỷ? Đáp, vì lấy đồ ăn bất tịnh cho tăng mà không sám hối, xin chúng tăng chú nguyện cho người kia. Tăng liền chú nguyện, quỷ kia được ăn phân không còn kêu đơn rỉ. Lấy việc này chứng minh nên biết đại tỳ kheo không được tự tay làm thức ăn và chạm vào vật dụng đựng thức ăn của tăng. Nếu không phải vật dụng của tăng thì nhận để làm cho tăng không phạm. Hỏi, thầy sai đệ tử buôn bán làm các việc phi pháp được rồi bỏ vì thầy đó không? Đáp được, thầy làm sai thì nên đi. Đệ tử có 4 nhân viên nên ở. Một là cho pháp, cho ăn, không cho y bác thì nên ở. Hai là cho pháp, cho y bác, không cho ăn thì nên ở. Ba là cho pháp, cho y bác, cho ăn thì nên ở. Bốn là cho pháp, không cho y bác, không cho ăn cũng nên ở. Nếu thầy không cho phép, không cho y bác, không cho ăn thì nên đi. Hỏi, luận về tác tịnh và tác tịnh như thế nào? Tác tịnh có bao nhiêu việc? Đáp, rau, quả phải tác tịnh bằng dao, tay bằng lửa. Còn gạo, lúa phải tác tịnh bằng lửa. Quả là tác tịnh rồi ăn hạt không đắng. Hỏi, lễ bái được mang giày không? Đáp, sạch sẽ thì được. Hỏi, tỳ kheo nuôi nô tỳ bò lừa ngựa phạm tội gì? Đáp, phạm xả đọa, không sám hối thì tội nặng thêm như trên. Hỏi, tỳ kheo chỉ người khác buôn bán phạm tội gì? Đáp, phạm xả đọa. Hỏi, vẽ hoa làm phướng bán được vật phạm tội gì? Đáp, phạm xả đọa. Hỏi, cư sĩ đến xin tỳ kheo xuất gia, tỳ kheo chưa độ, người ấy được ăn thức ăn của tăng không? Đáp, bạch tăng thì được, không bạch mà ăn phạm tội xả đọa. Hỏi, tỳ kheo đi khất thực cho tăng chúng ở trên đường đích thân được ăn thức ăn của tăng không? Đáp, nếu trước khi đi sẽ bạch chúng tăng, ta chấp nhận thì được. Nếu khi đi không bạch, trở về mới bạch. Nếu không chấp nhận phải trả lại, nếu không trả tính giá trị số tiền phạm tội nặng. Hỏi, nếu người khác đem thức ăn để trong phòng cách đêm có phạm không? Đáp, không phạm. Hỏi, muốn thắp đèn sáng liên tục được lấy một ít 1 lít hoặc 2 lít dầu để trong phòng không? Đáp, được. Hỏi, rượu thuốc được để trong phòng không? Đáp, bệnh được để 7 ngày. Hỏi, không dùng nhành dương có phạm không? Đáp, phạm tội đọa. Hỏi, chưa sáng được dùng nhành dương không? Đáp, sau khi sa mai mọc được dùng, nếu dùng sớm hơn phạm tội đọa. Hỏi, sau khi ăn được dùng nhành dương không? Đáp, được dùng. Nếu không nên dùng tro bồ kết. Nếu đều không dùng phạm tội đọa, quá giờ ngọ cũng phạm tội đọa. Sau giờ ngọ chỉ trừ thuốc, còn tất cả cỏ cây của mọi vị đều không được đưa vào miệng. Nếu đưa vào phạm tội đọa. Hỏi, nếu có nhành dương được dùng tất cả các loại cây để xúc miệng không? Đáp, đều được. Hỏi, thiếu thốn được vào chợ sinh không? Đáp, trước giờ ngọ thì được, sau giờ ngọ thì không được. Không được xin tiền. Nếu muốn xin tiền phải dắt theo một cư sĩ hay sa di cũng được. Có người bắt tỳ kheo để bán, được bỏ chạy không? Đáp, lúc đầu thì được, qua chủ khác thì không được. Hỏi, tỳ kheo nói giỡn là nhận được vật hoặc làm thức ăn thỉnh tỳ kheo, vậy được ăn không? Đáp, không được, nếu ăn phạm tội đọa. Hỏi, tỳ kheo ni không tinh tấn có thể khuyên bảo họ thôi đạo không? Đáp, không thể được. Hỏi, hòa thuốc cho người do không biết pha chế, người uống vào bị chết phạm tội gì? Đã có tâm tốt mà cho không phạm, có tâm xấu ác cho uống phạm tội nặng. Hỏi, tỳ kheo 10 hạ lạp hoặc 5 hạ lạp mà không tụng giới luật phạm tội gì?
Đáp: nếu không hiểu lời ăn của thánh thí, ngày nào cũng phạm tội trộm. Nếu trước đây không biết vẫn được sám hối. Hỏi: tất cả miếu quỷ thần có thể ở nhiều qua đêm không? Đáp: đi đường thì được nghỉ lại đêm. Nếu có ý quấy rối mà ở và người đọa. Hỏi: thì kheo ăn thịt sống là tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: hai người nam hành dục chưa xong phạm tội gì? Đáp: phạm tội quyết đoán. Hỏi: hai người nam dâm dục định giỡn ở miệng bèn dừng phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Nếu thành phạm quyết đoán. Hỏi: giường chiếu của người khác đã ở trên đó hành dục chỗ ấy ở được ở không? Đáp: thấy chỗ sạch sẽ thì được ở. Hỏi: tăng đã sướng tăng bạc thượng tòa chưa ăn hạ tòa ăn trước phạm tội gì? Đáp: nghe sướng rồi ăn không phạm. Đáp: hỏi thì kheo không đủ sáu vật phạm tội gì? Đáp: không xin để làm phạm sẽ đọa. Nếu xin không ai cho không phạm. Hỏi: đại thì kheo vào mùa rét được mặc được trái y để nằm không? Đáp: mặc y thì được. Hỏi: tỳ kheo tự xưng tên họ và chữ giới dùng sức này ép xin được làm tội gì? Đáp: phạm sẽ đoạn. Hỏi: người nữ có bệnh nhọt hoặc có chỗ đau thì kheo lấy tay đè lấy chỗ ấy để điều trị phạm tội gì? Đáp: nếu khởi tâm và quyết đoán, nếu không khởi tâm phạm tội họ. Hỏi: phụ nữ không có con nói với tỳ kheo, dạy cho tôi phương pháp, tỳ kheo liền dạy phạm tội gì? Đáp: phạm quyết đoán. Hỏi: nhờ tỳ kheo đem vật cho người nhưng không đưa, họ phạm tội gì? Hỏi: đáp: tự lấy không đưa, phạm tội nặng. Cất để cho hư rồi trả lại, tính giá trị để biết tội nặng nhẹ. Hỏi: tỳ kheo đi vào xóm làng không mặc y phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: tỳ kheo reo hò phạm tội gì? Đáp: nếu ở trong xóm làng trong chúng can gián một lần phạm tội đọa, can gián ba lần không bỏ phạm quyết đoán. Hỏi: trong xóm làng cầm cung tên dao để xem phạm tội gì? Đáp: trước không biết pháp không phạm, biết mà làm phạm tội phạm được các la. Hỏi: tỳ kheo đi xe ngựa phạm tội gì? Đáp: con được chở một lần thì phạm lỗi, can gián ba lần không bỏ phạm quyết đoán, con cái chỉ một lần phạm quyết đoán. Hỏi: trong xóm làng tỳ kheo xem cư sĩ đánh nhau phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: tỳ kheo cầm cờ ngắm đùa giỡn dù chỉ một lúc phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: tỳ kheo vào trong xóm làng ẵm trẻ con 3 tuổi khiến nó khóc phạm tội gì? Đáp: phạm tội đọa. Hỏi: đi vào xóm làng xem cư sĩ tập hợp đấu sức nhau phạm tội gì? Đáp: phạm tội các đồ các la. Hỏi: vào xóm làng xem cư sĩ cho xuất sinh giao phối phạm tội gì? Đáp: không biết là phi phép mà xem phạm tội đọa, không biết không phạm, biết trong khởi tâm dâm bị nói lời hiểm ô phạm quyết đoán. Hỏi: tỳ kheo ăn không no được nói với người chưa thọ đại giới không? Đáp: được, trị trừ bà la môn. Hỏi: trong núi nơi đồng trống thấy một đồ vật không chủ được lấy dùng không? Đáp: được dùng, nếu cần phải với vua hoặc người trong cung vua hoặc nói với người khác thì được dùng, nếu không nói không được đem đi, nếu đem đi phạm sẽ đọa. Hỏi: tỳ kheo làm thuốc được lấy vật không? Đáp: nếu tâm từ chữa trị thì được lấy, tâm xấu thì không được lấy. Không có y bác người khác cho được phép lấy, nếu có y bác người khác ép cho thì làm việc phước thì được lấy. Nếu người không cho cũng không được xin lấy làm phước, nếu xin phạm sẽ đọa. Hỏi: ăn cơm, cái khăn hoặc lớn nhỏ có rau cơm đổ trên đó cần giặt không? Đáp: không dơ cũng phải giặt. Nếu có sai dây cư sĩ thì giao cho họ và bảo sẽ nhận lại không phạm.
Nếu đã giao và để trong phòng thì không cần lo, nếu không giao cho ai lại không giặt, sao sẽ loạn. Hỏi tỳ kheo ở phòng riêng khi ra không đóng cửa thì có phạm giới không? Đáp sàn sẽ đọa. Hỏi tỳ kheo ở trong phòng riêng vỗ tay cười tạo tội gì? Đáp phạm sẽ đọa. Hỏi tỳ kheo được đi quanh qua dòng nước cạn hầm cạn không? Đáp không được, nếu đi quanh phạm tội đọa. Xưa có một ưu bà tắc tỉnh một tỳ kheo đến muốn cúng để vị ấy may một cái y tốt. Tỳ kheo liền đi theo, giữa đường có một dòng nước nhỏ. Tỳ kheo liền đi quanh qua. Ưu Bồ Tát ấy không vừa ý nghĩ, mình nghĩ đây là tỳ kheo tốt, muốn cúng một cái y tốt, nhưng lại đi vòng quanh qua hầm hố, đến nơi sẽ cúng bằng nửa cái y đó thôi. Vị tỳ kheo ấy là bậc vô nhiễm, nên biết ý nghĩ của người đó, liền đi trước, gặp dòng nước lại đi vòng quanh qua. Thì nhã lại nghĩ, đến nơi ta sẽ cúng một tấm vải bông thô. Tỳ kheo đi tiếp, gặp dòng nước lại đi vòng quanh qua. Thì nhã lại nghĩ, đến nơi ta sẽ cúng một bữa ăn. Vì ô nhiễm nên tỳ kheo biết được tâm niệm kia, lại đi trước, thấy dòng nước, liền vén y lội qua. Hiền giả hỏi tỳ kheo, vì sao không đi quanh qua? Tỳ kheo nói, ông trước đã cúng cho tôi một cái y, lần một lần, tôi đi vòng qua dòng nước, ông đã bớt còn lại nửa cái, lại đi quanh một lần còn được một tấm vải thô, đi quanh thêm một lần nữa thì còn được một bữa ăn. Vậy lần này tôi không đi quanh vì sợ mất luôn thức ăn. Hiền giả mới biết đây là người đắc đạo, bèn hướng đến về sám hối, dẫn về cúng dường đầy đủ. Do việc này nên biết tỳ kheo không được đi quanh qua dòng nước hầm hố. Hỏi tỳ kheo chạy phạm tội gì? Đáp phạm tội đọa. Có việc gấp không phạm. Hỏi có người sau khi xuất gia trở về lén lấy vật trong nhà phạm tội gì? Đáp phạm tội khí. Vì sao vậy? Vì lúc đầu xuất gia tất cả đều bỏ hết, chẳng còn là vật của mình. Hỏi lúc tỳ kheo còn tại gia cùng các vật của cha mẹ anh em sau đó xuất gia, người nhà chết hết, tỳ kheo này trở về lấy tự lấy vật phạm tội gì? Đáp nếu tự lấy phạm tội khí, nếu có cư sĩ thân quen có thể nói họ lấy làm phước, phải chia một nửa cho quan. Vì sao? Vì vật này không có chủ nên giao cho quan, không được lấy hết, nếu lấy hết phạm tội nặng. Hỏi thầy thọ giới là làm đệ tử, đệ tử được giảm bớt hạ lạp, giảm bớt giới, được ngồi ở nơi thấp nhất không? Nếu không được làm như trên thì được hành lễ không? Đáp hoàn toàn không có lý này. Hỏi tỳ kheo đi trong ruộng người khác, hoặc có lúa non hoặc không có lúa non, phạm không? Đáp có lúa non phạm tội đọa, vì việc gấp không phạm, không có lúa đều được. Hỏi người biết lỗi đã phát lồ hoặc 5-3 ngày vì có nạn nên chúng tăng phân tán, tội ấy được phân xử không? Đáp phải cầu xin tăng chúng mới có thể quyết định. Hỏi vua quan hỏi tỳ kheo việc tốt xấu, tỳ kheo nói sau đó được cúng dường phạm tội gì? Đáp nếu được thức ăn phạm tội đọa, được vải phạm xả đọa, nếu việc nói đi chinh phạt được cúng dường phạm tội nặng. Hỏi tỳ kheo có duyên sợ đi vào ruộng của thế tục được không? Đáp được. Hỏi tỳ kheo chưa đủ 5 tuổi hạ, không y chỉ phạm tội gì? Không y chỉ thầy, nếu uống nước ăn cơm, ngày nào cũng phạm tội trộm. Nếu trước không biết pháp, vẫn được sám hối. Hỏi tỳ kheo 10 tuổi hạ, không thông hiểu giới, còn y chỉ không? Đáp, phải y chỉ như trên. Hỏi tỳ kheo bán ở chợ tự khen Phật của mình, bán giá đắt, người khác tin nên mua giá đắt, phạm tội gì? Đáp phạm tội trộm. Hỏi tỳ kheo đi trên đường xe bán vẻ có thức ăn mà không có người nhận, đơn tin thế nào? Đáp chỉ được đưa một tay xuống để cầm thức ăn, nếu lấy nhiều quá phạm tội đọa.
Họ tỳ kheo đi thuyền, nước lớn không xuống được, được tiểu tiện trong nước không đát được. Hỏi tỳ kheo chép kinh trên thể tre, tụng xong lâu rồi có phạm không? Đáp trong từ đó. Hỏi chưa đủ 5 tuổi hạ được vào tuần lục không? Đáp không được, vì có thể giáo giới phần khô mà thôi, nếu tụng trong từ đó. Hỏi sẽ đại giới không mất giới sa di, có phải sa di không? Đáp không phải. Hỏi tỳ kheo ngủ 3 ngày phạm tội gì? Đáp mở cửa thì không được phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo được nằm xuống đất không? Đáp phòng liên thì được, trong chúng không được phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo ở trong phòng không mặc ba y phạm tội gì? Đáp ngồi thiền tụng kinh không mặc phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đi trên đi đường mặc nê hoàng tăng được bụng ấm chân không? Đáp quá lạnh thì được. Hỏi tỳ kheo giữ đồ để sơn phạm tội gì? Đáp cây bằng gỗ để sơn hoàn toàn không được dùng, dùng phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đã nhận thức ăn vào tay hoặc trộn thức ăn làm dơ tay được nhận thức ăn không? Được. Hỏi tỳ kheo vào phòng không ngồi chỗ của mình phạm tội gì? Đáp phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo đi xung quanh tháp hoặc tỳ kheo ni ưu bề gì đi quanh theo sau có phạm không? Đáp nếu có ưu bề tắc thì không phạm. Hỏi rau xanh đã tắc tịnh còn gốc rễ thì có được ăn không? Đáp được. Hỏi đệ tử đi xa gửi vật cho thầy hoặc thầy gửi vật cho đệ tử quá hạn không về hoặc trải qua mấy năm có thể lấy dùng không? Đáp nếu khi đi không nói thì không được dùng, chỉ biết đây là vật có chủ, nếu người kia chết là vật của tăng. Hỏi thì kheo dạy cư sĩ không cúng tế tất cả người đã mất, lý này đúng không? Đáp không đúng. Giả sử cha mẹ không ăn nhưng tâm cung kính dân cúng cũng được phước vậy. Hỏi trong chúng được ngồi chung một chỗ với thầy không? Đáp không được ngồi gần, được ngồi cùng bàn ăn cơm. Hỏi tỳ kheo không lạnh mặc ba y lễ Phật phạm tội gì? Đáp trong chúng thì phạm tội các la. Hỏi tỳ kheo được tự tay pha chế thuốc men không? Đáp lấy cỏ thanh tịnh thì được. Hỏi tỳ kheo có ý bỏ đạo để mặc áo thế tục thời gian sau đến chỗ lễ Thế Tôn lễ bái, sau đó trở lại chốn cầu xin tu lại như cũ nên chấp nhận không? Đáp nếu không sợ giới nên chấp nhận. Hỏi tỳ kheo biết cha mẹ anh em của mình bị phá sản khốn khổ không đem tiền đến chuộc có tội không? Đáp nếu vì hành đạo mà không chuộc thì không có tội. Hỏi nếu người bạch tăng xưng là thánh chúng được nhận không? Đáp không được nhận. Hỏi nếu người đem vật cúng tăng nói cúng cho thánh chúng nó nhận không? Đáp nếu không nói được chia được lấy vì chúng hiểu chỉ là theo phong tục. Hỏi đi đường lội nước sai người cổng qua phạm tội gì? Đáp nếu không già bệnh thì phạm tội đó. Hỏi người giúp việc chúng tăng thì kheo được sai làm việc lạc và không? Đáp sai làm việc nhỏ thì được, việc lớn không được. Hỏi tỳ kheo để mất tay dài phạm tội gì? Đáp phạm tội đọa. Hỏi tỳ kheo thượng tòa chưa tắm hạ tòa tắm trước có phạm không? Đáp phạm tội đọa. Hỏi trong đồ đựng của tỳ kheo bỗng có vật khác hoặc để che đậy không biết ai cho, có thể lấy dùng không? Có thể vứt bỏ không? Đáp cho tăng không được dùng riêng.
Hỏi, có một trụ sứ đang đến đi rất nhiều nên có bỏ lại cả y mới lẫn y cũ, họ không lấy dùng nữa, có thể dùng không? Đã cho chúng tăng giữ lại một tháng, một năm, sau đó được dùng. Nếu sau chủ đến, tăng phải trả vật. Nếu là vật quý báu, về sau chúng không thể đền, đừng dùng. Họ thì khe biết có cư sĩ quen đến làm nên mình được nói với thượng tọa. Duy nay đem cơm của tăng cho họ ăn không? Đếp, tăng sai thì được, tăng không sai thì không được. Hỏi thì kheo bỏ đạo về đời, sau đó là xuất gia, thầy trước phải là thầy không? Đáp không phải. Hỏi khi đăng đàn, được gọi các sư tăng là thầy không? Đáp không có lý này, không theo người ấy khỏi pháp hoàn toàn, không được làm thầy. Hỏi tất cả các thầy được gọi là hòa thượng, xưng là đệ tử không? Đáp không được, giả sử có kính trọng thì cũng như tôn trọng theo tục. Phẩm 14, hỏi về tam tự quy. Hỏi, một người đều được thọ ba quy y, có ai không được thọ chăng? Đáp, trừ năm tội ngũ nghịch còn lại đều được. Hỏi, tu ba tự quy là thực hành điều gì? Đáp, thân, miệng, ý không làm việc tà và không theo thầy tà kiến. Hỏi thế nào là phạm ba quy y? Đáp, ưa thích tà kiến, theo thầy tà đạo. Hỏi nếu phạm ba tự quy sám hối như thế nào? Đáp, hướng về bổn sư sám hối, nếu không có bổn sư thì hướng về tỳ kheo khác cũng được. Hỏi nếu không thể giữ giới, được xả không? Đáp, được. Hỏi nếu xả, phải xả như thế nào? Đáp, hướng về bổn sư Phật một tỳ kheo. Thưa, từ hôm nay trở về sau, con không thể quy theo Phật, theo Pháp, theo tỳ kheo tăng. Nói ba lần như vậy, nếu chưa đủ ba lần thì vẫn còn thọ ba quy y. Hỏi, có người thọ ba quy y mới sám hối tội ác đời trước, lý này đúng không? Đáp, không có lý này. Hỏi, thọ ba quy y là thọ từ một người được thọ, theo ba người chỉ thọ một quy y không? Đáp không được. Hỏi, thọ pháp ba quy y trọn đời hay có thể được một năm, nửa năm, 10 ngày, 5 ngày không? Đáp, tùy theo ý muốn, nhiều ít. Hỏi, nếu theo thầy thọ ba quy y một năm, nửa năm sau khi thầy đầy đủ, gọi được gọi là thầy không? Đáp, theo thọ pháp suốt đời là thầy. Hỏi, ba tự quy y được một, được thọ một hai hay hai quy y không? Đáp không được. Hỏi, thọ ba quy y hiện tại không có thầy được theo văn để thọ không? Đáp không được. Hỏi, trước đây thọ ba quy y phải mà không sám hối lỗi lầm được thọ lại không? Đáp không được, cần phải sám hối, nếu muốn thọ phải xả lần thọ trước, nếu không xả thọ lại thì không đắc giới. Phẩm 15, hỏi về năm giới. Hỏi, không thọ ba quy y được thọ năm giới không? Đáp không được. Hỏi, nếu thọ ba quy y phạm mà không sám hối được thọ năm giới không? Đáp không được. Hỏi, thọ năm giới pháp có được thọ 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 2 năm không? Đáp, tùy theo ý muốn, nhiều ít, nhiều hay ít. Hỏi, phạm năm giới không sám hối được thọ lại không? Đáp, không sẽ không được thọ lại. Không sám hối cũng không được, cũng không sẽ được sẽ. Hỏi, phạm hết năm giới đều được sám hối không? Đáp, nếu giết người, dâm dục với người tôn kính, tỳ kheo ni, trộm cắp tài sản của tam bảo, hoàn toàn không được sám hối, ngoài ra thì được sám hối. Hỏi,
Nếu không giữ năm giới được sẽ không, đáp được sẽ. Nếu người muốn xẻ năm giới, gộp cả ba tự quy lại nói: từ hôm nay Phật không phải là thầy của con chẳng phải là duyên của Phật. Nói như vậy ba lần, Pháp Tăng cũng nói như thế. Nếu chị xẻ một, hai, ba hay bốn giới, chị nói từ hôm nay con không thể giữ giới nào đó. Nói như vậy ba lần, nếu không đủ ba lần vẫn giới vẫn không mất. Hỏi: đối với năm giới có thể theo năm thầy và một giới không? Đáp được. Hỏi: để thọ thiên năm giới về giới trọng có thể xả bớt một hoặc hai giới không? Đáp được. Hỏi: năm giới có thể thọ một hai hay ba giới không? Đáp được. Tùy theo ý muốn để nhiều ít. Hỏi: tỳ kheo phạm giới trọng hoặc phạm giới rượu cho thọ giới có đắc giới không? Đáp: đắc giới. Hỏi: có tám giới cho bạch y không? Đáp: không, chỉ có tám giới quan trai. Phẩm 16 hỏi về 10 giới. Hỏi: không thọ năm giới được thọ 10 giới không? Đáp: nếu trước đây thọ ba tự quy y rồi thì được, vì trong 10 giới đã có năm giới, cũng không cần thọ lại năm giới. Hỏi: phạm năm giới không sám hối được thọ 10 giới không? Đáp: không được. Nếu trước không biết sám hối mà thọ thì được, biết mà không sám hối thì không được. Hỏi: thầy phạm giới trọng theo thọ 10 giới phải đắc giới không? Đáp: không đắc giới. Hỏi: nếu tự phạm giới trọng thọ 10 giới phải đắc giới không? Đáp: không đắc giới. Hỏi: sa di phạm 10 giới được sám hối không? Đáp: như năm giới trên. Phẩm 17 hỏi về sa di. Hỏi: sám hối cần chúng không? Đáp: không cần chúng, chỉ ý hướng về bổn sư là được, nếu hiện tại không có thầy. Nếu sám hối với tỳ kheo khác cũng được. Hỏi: sa di nửa tháng được thuyết giới một lần không? Đáp: không có lý này. Vì sao? Vì giới của sa di không bao hàm, nhưng mà người đều có thể tụng giới ngày 15 và tập hợp lại một chỗ để tụng. Hỏi: sa di phạm giới được hướng về sa di khác sám hối không? Đáp: không được. Hỏi: sa di được mặc y phục thế tục không? Đáp: không được. Hỏi: thầy có nhiều việc sai trái, sa di được bỏ thầy đi cầu thầy khác không? Đáp: được. Hỏi: sa di phản thầy theo thầy cư sĩ chạy theo thế tục, nhưng con bỏ giới trải qua nhiều năm trở lại xin thầy xuất gia, vì sa di này sai quấy nhưng sám hối lỗi lầm rồi, không còn thọ giới lại chăng? Đáp: vì đã là sa di thì hướng về thầy sám hối, vốn không bỏ giới, không được thọ lại, cũng thọ cũng không đắc giới. Hỏi: sa di bị giặc cướp đi trải qua nhiều năm tháng hoặc chuyển qua người chủ khác được trốn không? Đáp: chuyển qua người chủ khác thì không được. Hỏi: sa di phạm giới cấm thầy bà tăng đã đuổi được sám hối và tu lại không? Đáp: nếu không sợ giới vẫn còn là sa di, nó có thể sám hối mà thôi. Hỏi: khi cư sĩ theo sa di thọ năm giới, nhưng sau xuất gia thọ đại giới, bổn sư vẫn là sa di được gọi là thầy không? Đáp: được gọi là thầy nhưng không được đảnh lễ, sa di nên đảnh lễ. Khi cư sĩ theo bên ni thọ năm giới nhưng sau đó xuất gia cũng vậy. Hỏi: tỳ kheo thêm tiết vật của riêng, tuổi rất nặng. Sư có một tỳ kheo theo nắm một cái nạo bạc bằng đồng, sau khi chết làm ngạ quỷ, chúng tăng chia bật xong đến chỗ tỳ kheo ấy đã mất, thấy hiện ra một vật lớn như một đám mây đen. Các tỳ kheo kinh ngạc: đây là vật gì? Trong chúng có người đắc đạo nói đây là tỳ kheo đã chết vì tham tiếc cái nạo bạc nên bị đọa vào trong loài ngạ quỷ, hôm nay vì tham tiếc nên muốn sinh lại. Các tỳ kheo liền lấy cái nạo bạc trả lại, ngạ quỷ cầm rồi le lưỡi liếm bỏ xuống đất rồi đi. Các tỳ kheo trở lại lấy, nhưng rất hôi thối không thể đến gần, lại sang người lấy cái nạo bạc làm thành đồ vật dẫn hôi không thể dùng. Lấy điều này để chứng minh biết tham là tai họa lớn. Tỳ kheo tham tiết y phục mới có sự thảm khốc là tự đốt cháy mình. Xưa có một tỳ kheo thích may y, ngày đêm đắm nhiễm, lúc bị bệnh nặng thì biết sẽ chết, bèn ngẩng đầu lên nhìn ngắm y, trong lúc khởi lên tư tưởng ác nói: sau khi ta chết ai dám mặc y nạp phục này của ta?
Không bao lâu thì kheo ấy chết hóa làm con rắn, trở lại quấn quanh bên y. Chúng khi tỳ kheo đã chết ra thiêu và chôn cất xong, sai người vào lấy y vật dụng cho con rắn quấn quanh chiếc y. Đang dương cổ để phun lọc độc nên người ấy không dám đến gần, liền trở lại bạch chúng sự việc đã thấy. Các tỳ kheo cùng nhau đến xem đều không dám đến gần. Có một tỳ kheo đắc đạo bị nhập vào bốn tâm vô lượng không thể trúng độc, liền đến gần nói: đây vốn là y của ngươi, hôm nay ngươi không còn, vì sao lại giữ nó? Liền lấy quăng đi xa, không vướng vào, vướng vào một bụi cây. Lửa độc phát ra đốt bụi cây, trở lại đốt cháy thân, rắn liền bị chết, đòi vào địa ngục lửa thiêu đốt. Trong một ngày bị thiêu đốt hơn 3 lần, đều do tham làm hại. Phẩm 18 tuổi hè an cư và sám hối. Nếu tăng thuần theo pháp thọ tuổi hè của Như Lai, tỳ kheo nên làm như vậy. Từ mùa hè đầu tiên của Như Lai lại đến hết mùa hè này, trong 6 tháng chúng đã có nhiều lỗi lầm, làm trái giới luật trừ hai việc sai lầm, làm trái giới luật trừ hai việc sai lầm trước, ngoài ra không trừ trường hợp nào nữa. Như Lai đã nhóm chúng tăng hòa hợp thì dạy bảo: hôm nay ta tư duy điều này, cùng các ông phát lộ bày tỏ nó như việc sai lầm đã sai lầm. Mọi người phải tự nhận, nếu trong 90 ngày không có định của Thế Tôn, không có trí tuệ của Thế Tôn, không có giới của Thế Tôn thì chúng ta sai phạm rất nhiều. Vì không có trí tuệ của Đức Thế Tôn, không có giới của Đức Thế Tôn cho nên phạm. Vì không có giới của Đức Thế Tôn nên phạm, vì không có trí tuệ của Đức Thế Tôn nên phần nhiều không làm theo chỉ dạy. Không có định của Thế Tôn, phần nhiều phạm vào sự loạn tâm, hoặc nghĩ đến dục không làm theo việc dục, hoặc nghĩ đến cách trộm cắp mà không làm việc trộm cắp, hoặc nghĩ đến cách giết hại chứ không làm việc giết hại, hoặc nghĩ đến việc giả dối là không làm việc giả dối, hoặc nghĩ đến phép tăng già mà thi xa nhưng không thực hành tăng già mà thi xa. Trong 90 ngày này đã phạm các việc thuộc oai nghi. Hỏi: cư sĩ muốn xuất gia, tỳ kheo liền nhận là thỉnh thầy khác. Tỳ kheo trước là thầy phải không? Đáp: không phải thầy. Nếu theo người nào họ pháp thì người ấy là thầy, hoặc lương theo người khác để có thể làm thầy ý chỉ. Hỏi: nếu có tỳ kheo không bỏ làm sao gì, tức người tu đại đạo mà lại thọ giới làm tăng được không? Đáp: được. Hỏi: trước đây đã thọ giới nhưng không đắc giới, được cho ở không? Đáp: được cho ở. Hỏi: về sau người ấy làm thầy đúng hay sai? Đáp: sai. Hỏi: nhiều người thọ giới chỉ thể một người làm thầy, có thể 10 người, 5 người đồng thọ một giới một lúc không? Đáp: không phải lẽ đó. Hỏi: sa di thọ đại giới, một mời một tỳ kheo làm thầy để thọ đại giới, mà tỳ kheo này không biết yết ma và pháp thọ giới nên mời một vị khác để truyền giới, người ai là thầy? Đáp: người truyền giới làm thầy, người không truyền pháp là chẳng phải thầy. Tỳ kheo truyền 5 giới chỉ được truyền cho bà la môn, đối với người ly khác truyền cho tỳ kheo cũng không đắc giới. Hỏi: người làm mai mối phạm giới gì? Đáp: làm tăng tàng. Hỏi: tất cả vật của mình vua quan không lấy hết vậy đem cho được không? Đáp: vua quan không nghi ngờ thì được. Hỏi: thấy người hành dục không quả trách phạm tội không? Đáp: người khác có thể can gián, không can gián phạm tội đọa. Nếu không thể can gián nên đến vị tỳ kheo phát lồ rõ ràng. Hỏi: tỳ kheo trước đã phạm tội, thọ giới lại được ở chung không? Đáp: phạm tự trọng không được thọ giới lại, phạm tự quyết đoán, sám hối tội lỗi thì được thọ lại, không sám hối thì không được thọ. Cứu gì ở chung? Hỏi: có việc gấp, tỳ kheo cầm cung tên lên thuyền, có thể đi theo không? Đáp: người cầm phạm tự trọng, còn người chở thì phạm xả đọa. Hỏi: tỳ kheo bị quan bắt buộc làm việc phi pháp, phạm tội gì? Đáp: không được làm. Hỏi: hai người nam cùng dởm ở chỗ tiểu tiện phạm tội gì? Đáp: nếu thành phải quyết đoán. Hỏi: tỳ kheo nghe lén hai người nam hành dục phạm tội gì? Đáp: không có tâm dục nghe phạm tội đoạn, có tâm dục mà nghe thân không xuất tinh phạm được các la. Hỏi: tỳ kheo bệnh không thể đi được, ngồi xe ngựa được không? Đáp: con được thì được, không nghĩ là con cái thì phạm tội đoạn, nếu biết thì không phạm thì phạm quyết đoán, không biết là con cái thì không có tội. Hỏi: tỳ kheo không thích quyển kinh cũ đem bán đi mua quyển mới phạm tội gì? Đáp: bán kinh thì có tội như bán cha mẹ.
Rồi, hai người nam đánh nhau phạm tội gì? Đáp phạm tội đó. Hỏi súc sanh thành dục thì kheo tách chúng ra phạm tội gì? Đáp phạm tội đó. Hỏi mặc y tiểu để đi, có y đại nhận được người cúng dường không? Đáp được. Hỏi ở trong hè thì kheo được nhận vật của tăng không? Đáp nếu vật cúng cho tăng tức phải chia không được cất. Hỏi thì kheo có quen biết nhà thí chủ, bằng việc nên giao lại cho tỳ kheo khác đi đến đó cất thực được vật làm tội gì? Đáp xem xét người chủ có tâm xấu thì không được nhận, nếu nhận làm tội đọa. Nếu biết người chủ có ý tốt thì được nhận, được lấy. Hỏi chim sẻ ở trong nhà người làm tổ, tỳ kheo phá hoặc lấp hang chuột làm tội gì? Đáp chim sẻ chưa có con thì được đuổi đi, có con thì không được. Vì trong hang chuột chỉ có một cái lỗ nên không được lấp. Nếu bên trong, bên ngoài đều có lỗ, được lấp lỗ bên trong. Hỏi thì kheo cùng thầy và bạn đồng học được đưa thư qua lại không? Đáp ở phương khác trong nước thì được thông tin qua lại, nước khác thì không được. Hỏi người xuất gia, quốc pháp, cha mẹ có chấp nhận, được thọ giới không? Đáp không được. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên từ trong ngồi đứng dậy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật có nghĩ khi ngài nói tỳ ni sau khi Như Lai diệt độ ai có thể thọ trì theo luật này? Đức Phật bảo: Này Tôn giả Mục Liên, người tư duy học hỏi luật nên biết người này có thể tu hành theo luật này. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên: Sau khi ta diệt độ, nếu có tỳ kheo thì kheo ni nào thì bán luật này, nên biết người ấy là bạn của ma, không phải là đệ tử của ta. Những hàng người như thế đời đời học đạo cũng không thành, không thoát ra khỏi ba cõi. Hôm nay ta rất thương xót các chúng sanh. Khi ấy Tôn giả Mục Liên nghe Đức Phật dạy, giảng nói đều phân hủy cùng hành. Nên một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.